Kính thưa quý vị đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục trên phần kinh Viên Giác. Về vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn mà quý vị khi tiếp xúc thì các tròn đều bị tiếp xúc với nhau, khi sự tiếp xúc của các tròn làm cho cái sự sanh oán. Tại sao quý vị lại rơi vào vòng vô minh? Bởi nguyên nhân là chuyện đời của thế gian này quý vị đã xen vào, nên vì thế mà các cảnh sắc làm cho quý vị bị vô minh. Không phải là chuyện của quý vị mà quý vị cũng xin. Quý vị để ý những tiểu tiết làm cho quý vị bị mờ. Nếu quý vị không để ý các tiểu tiết thì không tâm trở nên thanh tịnh, thì lúc này pháp nhẫn là vô sanh, pháp nhẫn vô sanh. Vì vậy mà chúng ta nên hiểu chỗ này. Người tu tập là người hiểu được nghĩa lý của sự tường tận, không thể đem dồn tất cả mọi chuyện của đời sống mà quan sát. Vì sao vậy? Khi quý vị đỡ tâm và quan sát thì ngay lúc đó tâm của quý vị bị mờ, không còn sáng suốt nữa. Như vậy thì khi mờ thì quý vị sẽ dẫn đến vô minh, mà nhà Phật của chúng ta gọi là người không có trí tuệ. Như vậy thì chúng ta biết không có trí tuệ là sự không hiểu. Nên vì vậy là chúng ta không thấy lỗi người, chỉ thấy lỗi mình là điều còn thiết. Không thấy lỗi mình mà chỉ thấy lỗi người, điều đó là sự cản trở lớn. Như vậy thì sự cản trở sẽ làm cho quý vị không thể đắc đạo. Sự liễu ngộ là còn buông bỏ. Chúng ta có các sân ớ, chúng ta có tham lam, chúng ta có tham ái. Tham ái chính là dục. Dục này chính là tình cảm, tất cả là đều có. Nên vì vậy mà chúng ta mới không thở quản. Vì không thở quản nên chúng ta mới dở rơi vào, rơi vào và một sợi hay một sợi. Đó là trước tôi đã nói về
Hôm trước tôi đã nói về vòng xoáy này chính là tam ác đạo. Tam ác đạo. Cái nghĩ thử xem, con tâm của quý vị đối đãi với người không một chút yêu thương thì làm sao quý vị tu mà có đạo hạnh được? Đạo hạnh bắt nguồn từ sự từ bi. Từ bi ở đây chính là chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Đó là duy nhất, đó là căn bản nhất, đó là mới là đạo, đạo Bồ Đề, đạo Bồ Đề. Người khác khinh chơi ta, phỉ bán ta, đánh đập ta, nhưng ta cũng đối đãi với người bằng tâm đại bi. Đó là người thật sự là người cầu đạo Bồ Đề, sự giải thoát, giải thoát cỏ của nội tâm. Như vậy thì bất cứ trong hoàn cảnh nào, sự phỉ báng, hãm hại, sự mắng nhiếc, sự đánh đập đến không tay, điều ta cũng đều sạch, ta cũng đều bỏ qua, đều bỏ qua. Ta không có tâm có ý định trả thù hay sao hãm hại. Vì như thế chúng ta sẽ dễ dàng nâng cao đạo hạnh của mình hơn, nâng cao đạo hạnh của mình hơn. Đó là tâm ta đối đãi với người, mặc dù người đối đãi với ta không tốt. Như vậy thì chúng ta nên biết ở chỗ này, nên biết ở chỗ này. Việc chúng ta dính mắc vô tài sản thì chúng ta sẽ, đây cũng là sự cản trở lớn, đây cản trở lớn. Vì sao vậy? Quý vị có nhiều tài sản, quý vị sẽ khó buông bỏ, khó buông bỏ. Như vậy chúng ta dùng những tài sản đó để làm việc gì, để làm được những việc gì và làm như thế nào để giúp đỡ cho cuộc sống này là được an ổn. Điều đó mới thực sự chúng ta có hạnh Bồ Tát và có các hạnh của chư Phật, hạnh của chư Phật. Chúng ta có nhiều cách chúng ta bố thí vô ý, bố thí thí gì, bố thí vô ý, bố thí tài, nội tài và ngoại tài. Thì chúng ta đã thấy chúng ta có nhiều cách. Đây là giúp cho chúng ta có tâm hạnh, đây là giúp cho chúng ta có tâm hạnh được tốt hơn. Vì sao vậy? Vì tâm của quý vị đã là có nhiều sự từ bi rộng lớn, thì làm sao quý vị không có cuộc sống viên mãn được? Tại sao vậy? Tôi lấy ví dụ như quý vị bố thí vừa tiền tài,
Ha? Quả của tiền tài chính là gì? Sự giàu sang. Ha? Sự giàu sang. Như vậy thì quý vị bố thí của là bố thí đi có sự giàu sang đối với mình. Như vậy thì chúng ta thấy được cái điểm này. Hoặc là chúng ta muốn chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta khỏe mạnh sống lâu thì chúng ta không hại bất kể ai. Chúng ta không sao, không nói lời lưỡng thiệt, không nói lời gây chia rẽ, không nói lời bất kính, ha? Thì như thế thì chúng ta sẽ sự có quả rất là tốt, ha? Rất là tốt. Quả của các đời sẽ hiện tiền trong ba nhân, ba thời: quá khứ, vị lai và hiện tại. Có những quả sẽ đến liền, có những quả sẽ các đời vị lai sau mới đến. Đó là chúng ta nên biết ở chỗ này, ha, nên biết ở chỗ này, và từ đó chúng ta sẽ có cách để chúng ta được tinh tấn hơn, được siêng năng hơn, được siêng năng hơn. Trên kinh Đức Phật cũng đã từng nói với chúng ta, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Nếu đã có Phật tánh rồi thì tại sao hà có gì chúng ta lại sao lại hãm hại ha. Như vậy thì Phật tánh của chúng ta đi đâu rồi ha? Tôi đang suy nghĩ và phân vân, không biết là Phật tánh chúng ta đã đi đâu mà chúng ta lại hãm hại. Vì vậy mà Đức Phật thường bất khinh đã nói ở khu chợ, khi ngài đã nói: tôi chẳng dám khinh các ngài, vì các ngài sau này sẽ thành Phật. Nên vì vậy từ chỗ pháp nhẫn vô sanh nên ngài mới gọi là Phật thường bất khinh. Như vậy thì vị Phật thường bất khinh, ngài đã cho chúng ta biết tất cả chúng sinh đều có sự bình đẳng như nhau, bình đẳng như nhau, không ai là hơn nhau cả. Vì vậy chúng ta sẽ có một ý định là tôn trọng và yêu thương, vì là như nhau, nên chúng ta không được có sự chấp trước và phân biệt. Nếu chúng ta có sự chấp trước và phân biệt thì chúng ta rất dễ rơi vào tà kiến và chúng ta sẽ sai lầm, dẫn đến các đường tà ma đạo. Đó là lý do vì sao mà người thông minh trí huệ luôn chọn người có trí huệ. Sự ganh đua hơn thua và hủy bán là nhân đi đến tam đạo khổ, mà đạo Phật của chúng ta đã thấu rõ
đã tường tận. Như vậy, đối với cảnh thân người tu hành, chúng ta cũng biết điều này. Chúng ta không làm, không mắc phải những điều mà gọi là sự bất chính. Chúng ta làm việc phải minh chính. Đó là nhân để chúng ta.